Đây là mẫu TV 4K UHD, theo mình là rẻ nhất và tiện lợi nhất để sử dụng trong tầm giá đấy. Sẽ không có cái nào sử dụng tiện lợi như cái TV này cả. Mình thử cái điều khiển đây nhá, con chuột này. Mình muốn gọi con chuột thì làm nào, lăn cái viên bi này. Con chuột sẽ bay theo tay mình. Con chuột trên màn hình bạn thấy không? Bay theo cái đầu điều khiển. Lên xuống này. Đấy, trái phải. Dùng chuột của LG thì tuyệt vời luôn. Chào bạn, mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy. Rất vui được cùng bạn lắp đặt TV 43UM7600 của LG. Giá hiện tại của sản phẩm là 8,5 triệu. Ở đây mình có cái thông số của TV nhé, 43UM7600. Và cái series của mình đuôi 364. Mình lấy email của cái TV này. TV LG thì được bảo hành 25 toàn quốc ấy, tại nhà bạn nhé. Tháng sản xuất của TV tháng 9 năm 2020, và được sản xuất tại Indo. Nếu mà trong tầm tiền thì cái TV này trải nghiệm là tuyệt vời nhất. Mình kiểm tra xem bên trong phụ kiện gồm những gì nhé. Nếu mà trong cái tầm tiền trải nghiệm của mình ấy, thì cái TV này là trải nghiệm là tuyệt vời nhất. Vừa có smart, vừa có đầy đủ các tính năng điều khiển ok nhất. Đây là toàn bộ phụ kiện đi kèm theo của mình. Mình có một dây nguồn, một cái ốp chân đế. Đây là một cái chân đế. Đây, cái ốp này. Ốp này cắm vào đây luôn. Bắt vít ở dưới đáy. Bốn con vít ở đây nhé. Và đây là hai cái lẫy để cài vào cái TV của mình. Bốn cái lỗ để bắt vít này. Đây là cái lưới phụ kiện của mình. Một sách hướng dẫn này. Một điều khiển. Sách hướng dẫn điều khiển. Một đôi pin. Một tờ bảo hành. Bằng giấy cũng được, bằng điện tử cũng được. Đây là số hotline của LG 1800 1503. Miễn phí cuộc gọi bạn nhé. Để lắp cái TV này thì mình cần thêm một cái tô vít nữa thôi. Đặt 4 con ốc vào. Pin nó dùng có thích không anh? Con PS20 này. Có, pin dùng cháu thích. 2 ngày. Không, hai ngày chắc chỉ nghe gọi. Nghe gọi, còn nếu mà cả chơi thì một ngày. Vâng, chơi thì sáng tối phải. Như em dùng cái con V-Smart ghê nhá. Nếu mà nghe gọi thì phải 2-3 ngày luôn. Chả hết đâu, dùng cái từ sáng đến cả ngày thì hết rồi. Khoảng 20%, 30% là cao. Vâng. Mình bắt xong cái chân rồi, bây giờ mình lắp cái TV nhé. Đây là giao diện là mặt sau của TV
43UM7600. Mình có 4 con ốc này. Này, 4 con ốc này là để bắt là giá treo tường của mình. Và đây là hai cái lẫy để móc vào chân của mình. 4 con ốc bắt chân ở đây. Cái dây nguồn ở đây. Đây mình có một cái bảng thông số nhé. Mình có cái tên sản phẩm này, 43UM7600 này. Cái email của mình này. 2364 này. Tháng sản xuất này, tháng 9 2020. Indo. Bên này là các cái kết nối của mình nhé. Mình có một cổng quang này, cái này là để lấy tiếng từ TV ra dàn điện tử để mới này. Hoặc là mình lắp ra cái bộ chuyển quang thì có thể lấy ra tất cả các loại dàn được, dàn gì, dàn karaoke. Một bộ AV của mình nhé, gồm có này, nếu mà mình cắm AV thì mình cắm này, vàng này, trắng này, đỏ này, trắng đỏ là tiếng nhé. Đây là bộ video của mình đấy, hoặc bộ component của mình xanh, xanh đỏ. Đấy, đây là một bộ này, cái chuẩn component thì nó đẹp hơn một chút. Mình có một cổng USB 2 này, hai cổng HDMI 3 và 4 này, một dây anten. Bên hông thì mình có hai cổng HDMI khác nữa, trong đó HDMI 2 này, ARC. Có thể lấy được tiếng từ TV ra dàn nhé, bằng dây HDMI và một cổng USB nữa. Ở cạnh dưới của mình nhé, cái này thì khá dày rồi. Cạnh dưới của mình có hai loa, một cái nút nguồn ở đây, mặt thần ở đây, và chân đế của mình thì lắp ở trên này rồi. Mình lắp chân nhé, chân của mình đây, mình móc vào TV. Đây, hai cái lẫy bạn thấy không, móc hai cái lẫy này trước nhé. Đấy. Vỏ bằng hộp kim, tản nhiệt rất là ok luôn. Bắt đầu tiến hành mà bắt ốc thôi. Đi tìm ốc rồi. To như thế thì nó là Ultra hay là S20 thường? Con này là Note 20 Ultra. Note 20 Ultra, đắt nhất luôn. Và dùng lâu chưa anh? Em mua từ đợt mới ngày đầu tiên mà bán. Từ giá mà thấy cao lắm rồi. Từ tháng mấy? 9 xong. Là bao nhiêu tiền anh? Là 30 tròn. 30 tròn. 2999. Bây giờ chắc nó đỡ hơn được chút. À. Nhưng hồi đấy là nó có khuyến mại gì? Nó tặng thêm một cái đồng hồ. Một cái đồng hồ nữa. À, bớt được khá nhiều. Bắt lấy quà, không cho trừ. Chứ lương là mình bán lại được luôn, chắc mình không bán. Thôi. Tội gì? Thôi, nhỏ đây. Nhìn. Tại vì nó mỏng thôi. Cái viền ấy, cái viền nó ấy hơn cái cũ. Cái viền nó bé tí đấy. Có thể là nó còn bé hơn cái cũ. Đúng rồi. Bé hơn nhưng mà nó lại màn hình lại to hơn. Ừ, còn bé à. Tại vì cái viền nó thế. Ờ, đúng rồi. Còn bé hơn. Còn bé hơn. Nhìn ở trên nhìn xuống bé, nhưng mà để lên trên màn tí to. Dây nguồn. Nguồn thì vừa để đâu nhỉ? Cái giá đỡ của TV này bây giờ mua khoảng bao tiền cái rồi? Giá đỡ như bị con. Giá đỡ sợ. Sợ con vừa. Đúng rồi. Không bị cấm nữa điện nữa. Đây. Chưa cắm đúng không? Đây, còn đây. Để lắp pin vào điều khiển nhé. Đây là giao diện mặt trước cái điều khiển của mình này. Mình có nút bật tắt ở đây, các cái phím chọn kênh trong truyền hình cáp hoặc là anten. Đây là nút im lặng này, tăng, giảm tiếng, lên xuống một kênh trong truyền hình cáp luôn. Đây là cái mic, bấm để tìm kiếm giọng nói trong internet này. Phím home là dùng TV, cứ phím home là sẽ vào được tất cả các ứng dụng của mình.
Đây là nút cài đặt. Bấm home cũng được, bấm cài đặt cũng được. Trong cài đặt thì chỉ có cái phần cài đặt thôi, còn home thì có tất cả. Con chuột của mình trải nghiệm LG thì con chuột này là sướng nhất đây. Chuột bay 3D theo cái đầu điều khiển của mình. Đấy, tí mình sẽ chỉ nhá. Nút back để quay lại. Đây là nút nguồn. Ví dụ mình vào các cái cổng HDMI này, TV, truyền hình cáp anten, tất cả bấm ở đây nhá. Mình mở hộp, mở cái ốp lưng này, hơi ấn xuống một chút này. Hơi ấn và hơi đẩy về đằng sau nhé. Không ấn không mở được đâu, hơi ấn một chút này, hơi đẩy này. Đấy. Pin thì nắp theo chiều âm dương. Bây giờ mình sang cài đặt nhé. Đây là cái giao diện mặt trước TV LG 43UM7600 của mình. Mình có một cái tem năng lượng nhé. Ở đây có cái model này, sản xuất này. Model là 43UM này, 7600 này. Sản xuất là ở Indo, xuất xứ ở Indo này, LG này. Đây là tem mặt được số mặt đất nhé. Logo LG này. Đây là giao diện của TV khi mình bật lên lần đầu. Thế việc đầu tiên mình phải bấm OK. Đây OK là lúc này. Đấy. Người ta sẽ hỏi mình là cái ngôn ngữ của mình. Mình bấm xuống nhé. Đây, bấm xuống đây. Mình chọn tiếng Việt, mình bấm OK. Vừa là con chuột, vừa là nút OK nhé. Tiếng Việt này. Quốc gia mình để là Việt Nam này. Chọn Việt Nam này, chọn OK này. Mình chọn OK ở dưới này. Mỗi trường mình chọn là trong nhà. Còn cửa hàng thì sẽ là demo. Mình bấm OK. Ở đây mình có chọn là Wi-Fi này. Đến Wi-Fi thì mình chọn là không dây hoặc là có dây. Ở đây mình dùng không dây. Wi-Fi mình là gì ấy? Kim Oanh đúng không? Son. Son ở đây đúng không? Số quân đây đúng không? Số quân thì mật khẩu đấy. Cái sim 0912 9 1 2 2000 à 2009 009. Mình bấm OK ở đây. Mình bấm OK trên này. Enter, OK. À, mình đã kết nối thành công với cái wifi rồi này. Mình chọn nút xuống tiếp nhé. Mình bấm OK. Đã kết nối với internet rồi. Các cái điều khoản pháp lý mình lại phải đồng ý. Mình đồng ý thì mình mới dùng được cái tính năng internet nhé. Đây, mình bấm có đi. Thỏa thuận người dùng tí OK sau cũng được. Đây. Mình bấm bỏ qua này. Không kết nối với cái gì hết. Mình chỉ có TV không thôi. Có đồng thu. Mình bấm OK luôn. Dò kênh anten mình cũng bỏ qua. Đây, mình bấm lên dấu X này, bấm bỏ qua luôn. Vậy là mình đã cài đặt xong cái TV này rồi. Bây giờ mình kiểm tra cái thời gian sử dụng của cái TV này nhé, cũng như cái thông tin về TV nhé. Trên điều khiển mình có thể bấm phím home này, hoặc mình bấm bánh răng. Mình bấm bánh răng đi. Đây, mình xuống dòng cuối cùng. Đây, mình bấm nút xuống thì sẽ không dùng chuột nhé. Còn nếu mà mình lăn bên bi thì con chuột nó sẽ xuất hiện. Và con chuột thì chỉ 3D theo cái đầu với điều khiển. Đây, mình bấm nút xuống, chọn vào tất cả cài đặt. Trong tất cả cài đặt của mình thì mình vào cài đặt chung. Đây, trong cài đặt chung thì mình xuống dòng là giới thiệu về cái TV này. Đây, đây là cái... Rồi xuống dòng thông tin về TV. Trong thông tin về TV thì mình có cái email của mình, đuôi 364. Và cái số giờ sử dụng của mình bên dưới này, 0 giờ. Vậy là cái TV này là chưa bao giờ được bật cả.
cái số giờ này thì sẽ không bao giờ giảm đi nhé, nếu mà mình dùng thì nó sẽ tăng dần lên và reset nó cũng không mất đi. Đấy là thông tin về tivi nhé. Bây giờ mình muốn vào hình ảnh thì mình làm như nào? Lại bấm cài đặt tiếp, mình bấm vào tất cả cài đặt này, đây nhá, bấm nút cài đặt này, nó sẽ ra cái dọc bên này, mình bấm vào ok ở đây, mình lại vào hình ảnh đúng không? Ở hình ảnh mình lại chọn được các cái chế độ hình ảnh này, như đây đang để là auto. Đấy thì mình có thể vào các cái như kiểu sống động này, tiêu chuẩn này, auto này, phim này, bóng đá này, rất nhiều chế độ, rồi mình cứ để về auto nhé. Đấy, hoặc là bạn có thể chỉnh riêng theo ý thích của bạn ở đây, trong cái hình ảnh này, đèn nền này, độ sáng, độ tương phản ở đây. Còn mất kết nối wifi thì việc đầu tiên bạn cần làm là gì? Mình bấm cái phím bánh răng này, mình lại vào tất cả cài đặt này, trong tất cả cài đặt thì mình bấm vào mạng này, kết nối này, nếu ở đây mà ghi là đã kết nối với internet này là TV đang có mạng nhé. Còn nếu ghi đã kết nối nhưng không có mạng thì là không có mạng. Mình cài YouTube cho TV nhé. Đầu tiên mình bấm phím home trên điều khiển này, mình vào kho ứng dụng của mình ở đây, mình bấm ok, mình đồng ý với các cái điều khoản của TV, vì lúc nãy mình chưa đồng ý nên bây giờ mình phải đồng ý đây. Đấy, đồng ý thì mới được dùng internet. Tí nữa thì đồng ý thêm mới được dùng giọng nói. Tìm kiếm nhé. Rồi, mình lên trên cùng bên phải đây, mình có cái bánh răng tìm kiếm ấy. Mình chọn là YouTube. Nhỏ chữ YouTube vào đây đúng không? Mình bấm tìm kiếm. Đây, ở dưới này của mình là YouTube rồi. Mình chọn OK. Cài đặt luôn. TV mới của LG thì lần đầu bao giờ cũng phải cài đặt các cái ứng dụng như thế này. Mình hướng dẫn bạn là sử dụng cái chức năng giọng nói luôn nhé. Ở cái model này thì mình dùng thích nhất là cái LG này, mình dùng thích nhất là có cái mic này này. Mình bấm cái mic vào giữ nhé, giữ xong mình nói xong thì mình bỏ tay ra để lấy cái nội dung tìm kiếm nhé. Mình bấm nhé. Đây, cái thỏa thuận người dùng lúc nãy mình chưa đồng ý này, sẽ phải ok tất cả cái thỏa thuận này nhé thì mới được dùng. Đây, bây giờ mình dí cái mic này, dí và giữ nhé. Thắng, lắp đặt điện máy. Đây là cái nội dung tìm kiếm của mình bằng giọng nói này. Đấy. Mình sẽ vào một cái video bất kỳ nhé. Có thể nói luôn từ ngoài hình nền đấy. Vào mạng bằng giọng nói luôn. Mình vừa thoát ra rồi, bây giờ mình lên tìm kiếm này, tìm kiếm lại bằng giọng nói nhé. Cứ bấm cái mic mà nói thì ở đâu cũng được này. Thắng, lắp đặt điện máy. Này, đây là kênh. Đấy, mình bấm thử một cái video bất kỳ nhé. Tăng tiếng này. Và mình để nhá, mình sẽ để thẳng như thế này này. Thì cái hướng cái đuôi của cái LLB đây nhé. Và mình muốn kiểm tra cái tốc độ mạng của một cái video nhé, thì mình làm như sau nhé. Mình bấm sau khi mình vào video trong YouTube, mình bấm OK kiểm tra cái đường truyền của mình đấy. Mình bấm phím lên trên điều khiển này, đấy mình lên kênh này, mình sang cái dấu ba chấm, mình bấm OK ở đây, và mình xuống dòng cuối cùng của mình.
thông tin cài đặt, thông tin chi tiết đây này. Đây, đây mình có cái tốc độ đường truyền của mình ở đây này. Đấy, 14.000. Mình dùng mạng gì đây? FPT. Wi-Fi ở đâu anh? Và hơi yếu một chút không sao cả. Đấy, đây là cái tốc độ đường truyền của mình. Nếu cái này mà số mà càng nhỏ thì là cái đường truyền rất là kém, sẽ không xem được internet. Nên khi mất internet thì bạn khi mà video mà xem mà nó không được đẹp ấy thì bạn thử bấm vào đây kiểm tra nhé. Đây là toàn bộ hướng dẫn của mình về TV 43UM76 và LG. Bạn like, subscribe ủng hộ kênh của mình nhé. Mình là Thắng Lắp Đặt Điện Máy. Nếu có câu hỏi nào thì bạn để lại ở phần comment nhé. Mình sẽ trả lời bạn vào các buổi tối nhé, trong ngày.